Dạ thưa anh, trong cuối phần 1 thì anh đang nói về Osaka, thành Osaka có Có 8 lẽ chúng tầng. ta tiếp tục một Dạ. chút xíu nữa về cái Dạ. thành Osaka. Dạ. Thì như chúng tôi nói vừa rồi là có tất cả 6 Dạ. 6 tầng bên trên. Ừ. Thì tuy nhiên thì vì nó có những cái ghép trong đó thành ra thực sự nó là 8 tầng tất cả. Và Dạ. cái tầng trên cùng đó là chúng ta có thể vào trên đó và dĩ nhiên chúng ta đứng phóng tầm mắt thì cái gọi là giống như có một cái ban công vậy đó. Thì đang mình nhìn xuống phía dưới thì đó là lúc mà hoa anh đào nở và phía dưới Những cái các view rất là đẹp. cái garden của chung quanh cái thành Osaka Dạ. thì nó tuyệt đẹp, thì Dạ. chúng ta không thể nói đến cái đẹp của nó như thế nào được. Chúng Dạ. ta chỉ đứng đó để chúng ta cảm nhận được thôi. Nhưng mà cái trong phần trong của cái thành Osaka thì cái chính của họ là đều là được để nói về cái tiểu sử của một ông tướng quân đã có công xây dựng đầu tiên của nó, tức là ông Phong Cơ Tú Cát, đó là một trong những vị tướng quân đầu tiên. Thế tuy nhiên thì cái thành này cho đến đệ nhị thế chiến thì nó bị phá hủy rất là nhiều, thành thử cho đến về sau này thì người ta đã cho hoàn toàn phá đi và người ta làm lại cái thành bằng bê tông cốt sắt rồi, thành ra bây giờ bằng xi măng. Tức là Thành ra bên cái thành ngoài này á thì là giờ chỉ là thành theo kiểu của cái hình dáng của Nhật Bản kiến trúc ngày xưa thôi, nhưng nhưng bên một thành trong bên là trong là hoàn hiện toàn là hiện đại rồi. đại hết. Chúng ta có thể đi thang máy lên tới lầu 4, lầu 5 gì đó, và từ đó chúng ta bắt đầu đi bộ lên. Đó, đi bộ lên tính tầng trên cùng là tầng 8 đó, từ từ trên đó thì chúng ta lại phải đi bộ xuống. Thì đó là một cái lâu đài rất là nổi tiếng của khu vực ngay trưa Osaka. Osaka. Nhưng mà nói đến một cái lâu đài để mà có tôi thích thú nhất đó, đối với cá nhân tôi thì cái lâu đài Osaka thì nó mang cái tính cách hùng vĩ, nó tính cách gọi là Mạnh mẽ. mạnh mẽ và nó cứng cáp, là để cho chúng ta thấy đó là một lâu đài sừng sững ở trên một cái đỉnh cao để nhìn xuống các cái view của thành phố. Nhưng mà nói đến một cái thành để mà để tôi cảm nhận được cái không gian lạ lùng của nó là phải nói đến cái thành Himeji. Quý vị có thể nhìn có hình ảnh sau lưng của chúng tôi, đó là thành Himeji. Đó là một trong những cái thành còn giữ được cái nguyên mẫu của nó cho đến ngày hôm nay, Kể và cả bên trong luôn thưa anh. kể cả bên trong luôn. Và cái thành này bây giờ mới được trùng tu lại, hoàn bỏ ra mất 5 năm trời để trùng tu lại và mới hoàn thành cách đây khoảng hơn 2 năm thôi. Và bây giờ quý vị đến thăm với cái thành Himeji thì quý vị có được đi vào trong và quý vị được xem lại một cái lâu đài đã hoàn toàn được trùng tu lại, rất nhưng mà trùng tu nhưng mà theo Nguyên mẫu. cái nguyên mẫu của nó. Thành thử nhìn qua cái hình ảnh đó thì chúng ta thấy cái lâu đài nó mang cái tính cách có vẻ cách lạ lướt phải không? Dạ, Mỹ có Tiên nhìn vẻ thấy không? mềm mại Thành hơn. thử cái lâu đài người ta mệnh danh Himeji là cái lâu đài con cò. Nó có lạ lướt nhiều là một con cò vậy đó. Và nếu tại vì cái hình ảnh chúng ta nhìn trên trên cái màn ảnh đó hoặc là những cái hình Màu sắc cũng và đã thì chúng ta mới thấy nó nhẹ thấy nhàng. nó chỉ là đài thôi, nhưng mà chúng ta nếu mà nhìn từ xa đó, nó những cái bức tường thành của nó ôm nó cong lại giống như hình dáng của một cái kiểu lạ lướt như cò vậy đó. Thành thử đó là lý do tại sao ta gọi là cái thành thành quách là con cò trắng, nó gọi là con cò trắng đó. Thì đó là một trong những cái nickname của cái thành Himeji. Thế tuy nhiên thì Thưa anh, cái kiến trúc cũng khá là tương đối đặc biệt, là những cái mái vòm và cái khác biệt giữa cái Osaka rồi với cái này đó, trong khi các quý vị khán thính giả có thể nhìn cái Osaka bên trên bên ngoài đó là được điểm những màu sắc bằng vàng. mạ vàng Dạ đúng. làm trên nóc mái, những con cá chép ở trên nóc đỉnh đó đều được làm theo cái hình dáng là được mạ vàng. Nhưng mà cái Himeji thì không làm như vậy, tất cả nó làm được cái kiểu mà kiểu một cái ceramic hoàn toàn theo cái màu sắc màu xám của nó. Thành ra nó cái kiến trúc của nó màu xám nhạt và màu trắng, nó tạo cho cái không gian cho người ta rất là dễ chịu và cảm thấy một cái thành gọi là thành, nhưng mà thực sự thì mình thấy cái nét lả lướt của nó là mình có một cái gì cảm nhận được, có một cái sự dễ chịu hơn là cái thành uy nghi như cái thành Osaka. Thế tuy nhiên thì trở lại với câu chuyện của Himeji rồi, thì cái thành quách Himeji đấy chung quanh cũng có hào nước cũng rất là lớn và cũng có rất là nhiều vườn hoa anh đào, Hoa đào. và cái sân của Himeji rất là lớn, từ cái trung tâm của cái lâu đài cho đến đi phía ngoài chúng ta đi bộ vào cũng khá xa, và chúng ta nhận thấy được đó là cái di sản của văn hóa thế giới đã được UNESCO công nhận vào năm 1993 thì phải, nếu tôi nhớ không lầm. Thì đến đây chúng ta sẽ nhìn thấy là từ cái cửa vào hoa anh đào đã nở, và chúng ta đi lững thững từ đó từ phía ngoài đường đi vào bắt cổng thành, và từ cổng thành chúng ta đi vào tới bên trong
đều có hoa anh đào cả. Nhưng mà đặc biệt là cái vườn kiến trúc của Himeji nó nằm trên một cái độ cao rất là cao. Tại vì cái nền, hình ảnh anh chụp cũng đã thấy đài đó, thì quý vị có thể nhìn thấy nó nằm trên hẳn cái độ cao khá cao. Và bên dưới chỉ là những cái chỗ là những cái pháo đài. Chỗ đó là nơi để những khẩu súng có thể để ra ngoài, cho người bảo vệ thôi. Hoặc để bắn cung. Thì đó là những cái phía dưới. Còn bên trên đó thì hoàn toàn đó là nơi sinh hoạt của gia đình Shogun, của các vị tướng quân. Và đặc biệt nữa là chúng ta đến với Himeji rồi đó, chúng ta có nhiều truyền thuyết về nó. Từ câu chuyện cái giếng ma trong cung điện, không? Từ cái câu chuyện là cả một cái gian tầng thứ hai đó là cả gian để giữ những cái vũ khí, để gọi là kho vũ khí đó, cung rồi súng. Thời ngày xưa người Nhật cũng đã bắt đầu có súng rồi, từ thế kỷ thứ 17 trở đi, 18 trở đi, họ đã bắt đầu sử dụng súng rồi. Thì sau đó thì chúng ta đi lên những cái tầng trên nữa, và dĩ nhiên là khi mà du khách đi vào trong cái Himeji đó thì nó không có thoải mái như cái Osaka được. Osaka hiện đại rồi. Đã được hiện đại rồi, có thang máy đi lên. Còn đây là nguyên mẫu, thành thử chúng ta càng đi lên đó thì cái trần nhà nó càng thấp lại. Nhưng mà cái càng thấp lại là chúng ta đi là những cái bậc thang đó rất là dốc. Và rất là dốc mà dĩ nhiên nhỏ. Có lẽ người Nhật ngày xưa họ không phải cao lớn như bây giờ. Thành ra họ dễ dàng họ đi qua những cái phần lên trên. Và khi lên trên tầng trên cùng là tầng 6 tầng trên cùng đó, đó là một cái khu vực trên cùng, và chúng ta có thể nhìn thấy những cái đền thần đạo, một cái đền thần đạo trong bất cứ một cái lâu đài nào của Nhật Bản thì cái tầng trên cùng cũng là cái tầng để dành thờ thần. Là một cái thần đạo nằm trên cùng để mà thờ một vị thần nào đó của thành hoặc là của thành phố hoặc của gia đình của một vị shogun nào đó. Thì đó cũng là những cái điểm mà chúng ta nhìn thấy cái hình ảnh của cái Himeji. Dạ thưa anh, thì trong tòa lâu đài này á, cái vật liệu chính là làm bằng gì anh? Gỗ. Gỗ và những cái gọi là, nó không gọi là xi măng mà nó cậy vữa, và nó được bôi những cái lớp chống cháy. Thành nó rất đặc biệt. Nhất là ở ngay cái Himeji có những bức tường đó, bây giờ người ta còn cho mình thấy được cái di sản của nó là còn nguyên như vậy. Và nó đã tồn tại qua 400-500 năm rồi. 500 năm rồi mà nó vẫn còn tồn tại. Và cái bức tường đó tức là họ đã dùng vữa, họ trộn đến một chiếc keo nào đó và đã được là sơn phết ngoài màu trắng để mà chống cháy cháy. Thành thử nó có những cái nét rất là đặc biệt. Và câu chuyện truyền kỳ mà huyền thoại về cái giếng ma đó, về nói chuyện mà những cái chuyện mà trong thâm cung. Trong thâm cung bí sử của nó và những cái chuyện và đời sống sinh hoạt của vị Shogun ở trên đó. Và lý do tại sao ở trên những cái lâu đài đó, tại sao chúng ta đi vào chúng ta thấy có những cái lối sống của nó hoàn toàn khác. Lâu đài của Nhật thường thường là bằng gỗ, cái sàn bằng gỗ. Nhưng mà khi chúng ta đi vào trong cái sàn của họ đó thì đôi khi nó nghe tiếng kẽo kẹt, có kẹt, 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 có kẹt. Nhưng mà cái mục đích không phải là người Nhật họ giả mức độ họ xây không rõ không đó. Nhưng mục đích các vị Shogun họ muốn xây thiết kế như vậy. Cái thiết kế như vậy là để thích khách nếu mà vào trong lâu đài. Khi họ đi, người nào đi là biết có người đi. Có người đi. Thành ra hay quá ha. Cái lối sinh nhật, cái người Nhật Bản đó, họ có những cái cách họ làm đã tạo ra một cái tín hiệu để cho người ta biết được những cái gì xảy ra. Có người đang đi ở trên cái sàn. Chẳng hạn như chúng ta đi vào những cái ngôi đền thần đạo hoặc là những cái chỗ của các shogun hay là của bên thiên hoàng chẳng hạn, cung điện của thiên hoàng, tại sao người ta sỏi đá như cái đi đá xào xào xào, khi mà người nghe nào lạ tiếng có đi, người bước chân nó tạo ra một cái âm thanh xào 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 xào, là thành thử cái đó tạo cho những người cận vệ họ biết à có người đến. Đó. Thì cái một cái lối sinh hoạt của cái các lâu đài Nhật Bản nó cũng như có những cái thiết kế giống như vậy. Và dĩ nhiên thì đặc biệt hơn nữa là tất cả những lâu đài của Nhật Bản đó, quý vị có thể xem qua cái cách đó là chúng tôi nhìn thấy đông tây nam bắc đều có cửa sổ cả. Thành ra chúng ta nhìn thấy cái mái lên phía nào cũng có cái mái cả. Và mỗi cái mái nó đều là cửa ra hoặc là cửa sổ. Thành ra cái đó những cái kiến trúc và nó mang tính cái triết lý của Nhật Bản, và những cái triết lý đó là triết lý sống của người Nhật Bản, và nhờ cái triết lý đó và họ có thể sinh hoạt và họ có thể survive cho đến giờ này, mặc dù qua những trận chiến, qua những cái đất nước Nhật Bản nó tan nát, nhưng mà làm sao người Nhật có thể đoàn kết với nhau lại. Và nó tạo cho người Nhật có sự nối kết lại với nhau và quên đi được những cái gì dở của họ, cái khuyết điểm của họ, và nhận những cái hay của thế giới. Từ cái kiến trúc của Nhật Bản nó cũng mang nào cái cũng muốn improve thành ra chúng ta thấy tất cả những cái kiến trúc
từ cái lâu đài của Nhật Bản, từ cái cách sinh hoạt, từ cái cách tính cách tâm linh, từ cái tính cách triết lý, từ cái tính cách gọi là cái dũng, và tất cả những cái đời sống của một người samurai đều nằm trong cái lâu đài, trong cái castle. Và đặc biệt ở trong cái Himejiro đó, tôi quên nói một điều, thì hiện tại thì bây giờ người ta cấm vào rồi. Nhưng ngày xưa tôi được dịp vào trong đó, và tôi được vào ngay cái chỗ mà nơi mà những người samurai họ được đến đó, và họ tới đó để chọn một cái chết cho họ. Tức là nơi, mình nói chứ hành quyết thì hơi quá, nhưng những người samurai đã quyết định kết thúc cuộc sống, kết thúc đời sống của họ, thì họ đều vào những nơi đó. Và ở đó có một cái giếng nước, có một cái sàn, một cái nhà nhỏ để cho những người samurai làm những cái nghi lễ trước khi sắp, mà họ gọi là seppuku, hoặc là harikiri đó, thì được làm trong đó. Và tất cả nó nghi lễ nằm trong một cái vùng, trong cái khu nhỏ của cái thành Himeji. Và chỉ có cái thành Himeji mới có cái điều đó. Và mình mới được xem thôi. Thế tuy nhiên thì rất là tiếc là bây giờ thì cái thành Himeji, cái khu vực đó đã được rào lại, và họ không cho du khách vào nữa. Và đó cũng là một cái đáng tiếc cho người du khách ở sau chúng ta này. Sau này đã không có dịp vào để xem một cái không gian của những người samurai chọn cái nghi lễ về cái liễu đời sống của họ. Dạ thưa anh, có một câu hỏi, khi nãy anh có nói là trên mái của lâu đài đó có những hình con cá chép, thì cái đó có một cái ý nghĩa gì không thưa anh? Thì nếu quý vị nhìn kỹ trên cái lâu đài, nó có cái đuôi giống như cái đuôi đó. Thực ra có nhiều người tưởng là đuôi rồng hay là cái gì đó, không, thực sự cái đó là cái mà một cái ảnh hưởng văn hóa của Trung Hoa. Nhưng mà người Nhật họ nhận lấy cái đó là cái hình ảnh đuôi của cá chép. Và cá chép khi cái chép đuôi cái cong lên như vậy thì nó có nghĩa cái đầu nó chụp xuống dưới, đúng không? Mà cá chép mà khi cái đầu chụp xuống dưới, mục đích của nó là gì? Nó phun nước. Khi mà nó phun nước như vậy thì cái mục đích của cái lâu đài nó mang tính cách là những cái con cá như vậy nó bảo vệ cho lâu đài không bị cháy, mục đích là chữa cháy, giống nhưng như mà là phong thủy chống cháy, thì vì lâu đài bằng gỗ hết để chống cháy. Nhưng mà thực sự thì cuối cùng nhưng mà nhìn cũng ra cháy thì hết. Tất cả những cái thì chúng ta được xem bây giờ tất cả đều là vô thường, tất cả đều là những cái mà đã được trùng tu lại. Dĩ nhiên là đều được copy theo cái nguyên mẫu hay không thôi. Thì đó là những cái lâu đài của Nhật Bản. Thế tuy nhiên thì những cái copy nguyên mẫu của Nhật Bản cũng có một số những lâu đài còn nguyên vẹn. Thì trong đó cả cái Matsumoto Castle hoặc là cái Himeji Castle là những cái nguyên vẹn. Và đó là những nơi chúng ta rất xứng đáng để chúng ta đến thưởng ngoạn các hai cái điểm đẹp của nước Nhật. Và đều là những cái của UNESCO đã được công nhận là di sản văn hóa thế giới. Dạ, xin cảm ơn anh Trần Nguyên Thắng rất là nhiều. Kính thưa quý khán thính giả, chương trình Du lịch Thế giới trong tầm tay do Trần Nguyên Thắng và Mỹ Tiên thực hiện đến đây xin tạm ngưng. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình kỳ sau. Hãy đi để cảm nhận. Hãy đi để yêu thương. Hãy đi để thấy sự vĩ đại của thiên nhiên, của tạo hóa. Hãy đi để thấy cuộc sống đẹp đến nhường nào. AT&T, thế giới trong tầm tay bạn.